Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 18 giờ, tức là 6 giờ chiều của ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Chúng ta đã có quá nhiều ca nhiễm rồi. Đó là thông tin mà tôi chia sẻ với các bác. Chính vì vậy khi mà mọi người chuẩn bị đi từ những cái địa điểm từ quê hay là đi từ nơi nghỉ dưỡng nào về Hà Nội hay về những thành phố khác, chúng ta hãy chủ động khai báo y tế để tránh dịch lây lan. Đây là khuyến cáo và đây là cái lời kêu gọi của chính phủ. Cho nên chúng ta làm điều này cũng chính là giúp cho dân, giúp cho nước. Mọi việc rất đơn giản, mất vài phút đồng hồ thôi, không có mất nhiều thời gian của các bác đâu. Nhưng mà rất nguy hiểm ở Vĩnh Phúc, theo như thông tin mới nhận được thì 6 tiếp viên của một quán bar cũng đã bị Covid rồi. Nhưng đấy là thông tin mà tôi chia sẻ với các bác để mà cùng nhau chống dịch, cùng nhau đoàn kết để cùng nhau chúng ta vượt qua một lần nữa. Đừng bao giờ để toang như là Ấn Độ. Còn ở trong video clip này thì tôi muốn chia sẻ với các bác một thông tin nó nóng hơn, nó chấn động hơn. Và các bác nào mà thích những anh hùng xã hội đen hay xã hội thâm hay là người ta gọi rằng là dân giang hồ thì các bác hãy tìm hiểu. Bởi vì đây là video clip có khá nhiều những cái thông tin để mà chia sẻ cho các bác về vụ việc Cao Trọng Phú hay là Cao Tỷ Phú, người đã bị bắn, nghĩa là đã bị bắt vừa rồi á, sau khi đã bắn chết 2 người. Nôm na thì tôi không bàn về cái việc mà còng tay hay không còng tay, nhưng qua đó chúng ta có thể thấy được rằng cái hình thái, nghĩa là cái thái độ của anh Cao Trọng Phú là như thế nào. Đó, đầu tiên ấy, tôi muốn chia sẻ với các bác cái câu chuyện nó đơn giản như thế này thôi. Câu chuyện đơn giản là như thế nào thì xin phép với các bác này. Thứ nhất, chúng ta nhìn anh Cao Trọng Phú á, anh có thái độ hoàn toàn bình thản, đúng không ạ? Và có rất nhiều thông tin bất thường thông qua đó. Thì chia sẻ với các bác thế này, cách đây khoảng tầm hơn một ngày thì câu chuyện về anh Cao Trọng Phú này bắt đầu là có một cái dấu hiệu liên quan tới một đường dây hay là một cái gì đó. Rất nhiều người nghĩ rằng anh Cao Trọng Phú này là một người mà lý lịch, nhân thân rất là đặc biệt. Các bác sẽ tìm qua ở đằng sau đấy và có thể rằng là chúng ta có ra được một cái đường dây mới hay không thông qua vụ việc này. Và một bình luận như thế này để các bác có thể thấy rằng là bản lĩnh của anh Cao Trọng Phú ra sao. Đây là một cái bình luận cách đây hơn một ngày, là vừa khi mà vừa xong cái vụ việc ấy, của anh Cao Trọng Phú. Một người phải nói rằng là rất kinh hoàng. Thứ nhất, nói về bản lĩnh thì anh Tỷ Phú hay là Cao Trọng Phú hay gọi là Cao Tỷ Phú rất oách, cách xử lý rất nhanh, chuẩn xác, đúng kiểu lính bôn ba nhiều kinh nghiệm, không ngại va chạm, khi tới ngưỡng là bung, và khi xảy ra sự vụ, dù có thừa thời gian và đủ kinh nghiệm để tẩu thoát, nhưng anh Cao Trọng Phú này vẫn chọn ở lại, đối mặt một cách khá bài bản và dường như đã có một cái sự chuẩn bị trước. Và như ngày hôm nay chúng ta thấy rất nhiều báo chí nói cái việc rằng là người nhà anh ta nói về anh ta bị hoang tưởng hay là trầm cảm. Đây có phải là dấu hiệu mà anh ta có được một cái gọi là bệnh tâm thần và từ đó có thể miễn trách nhiệm hình sự hay không? Đấy là một. Và rất đặc biệt những cái điểm như thế này. Vô tình, khi người nhà vô tình đi vắng, ba đối tượng đã đến nổ súng trước, chỉ là lời khai ban đầu thôi. Nhưng hiện trường không thấy súng. Khả năng người thứ ba cầm và chạy thoát, hoặc là ai đó đã mang vào nhà. Và rất có thể camera giám sát thì bỗng dưng hỏng. Một căn nhà to như thế, như một lâu đài, thì đảm bảo với các bác rằng kiểu gì cũng có camera giám sát. Nhưng mà có cái trường hợp nào, thứ hai là camera giám sát bỗng dưng bị hỏng hay không? Và những nạn nhân thì sao? Bạn nào xanh tím than thì bị trúng một phát K-59 ngay ở vùng tim, gục tại chỗ, nghĩa là tại trận luôn. Bạn quần áo đoàn đi thì trúng ngực bên phải. Và nhìn đầu gối bị bẩn như vậy thì khả năng bò được vài mét nữa thì bị bồi thêm một phát, có thể là vào đầu, không rõ là phía trước hay là phía sau, nhưng có thể nói như vậy là rất máu lạnh. Và ít nhất tối thiểu 3 phát đạn đã được bắn ra. Đó.
Vài người từng trải do sống lâu thì có thể là bĩu môi chê bác ấy dại, non xanh, chọn cách xử lý tù nhất trong các phương án, bộ đội già ai làm thế. Nhưng một người rất kinh nghiệm thì nói thế này: ba đối tượng kia mới là đặc trưng của cái gọi là bộ đội già. Còn tầm như là bác Cao tỷ phú này, Cao Trọng Phú này thì chính là bộ đội thật, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rất rắn. Và câu chuyện có thể nguyên nhân là như sau: bác Cao Trọng Phú này, Cao tỷ phú này là lấy một cái sổ đỏ mà cho vay lãi con trai của một trong những nạn nhân để cho vay lãi. Và bác nạn nhân này không trả cái việc đó mà đến đòi lại cái sổ đỏ đó. Và bác Cao Trọng Phú này chọn cái cách bùm 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 bùm. Đấy là một trong những cái giả thiết mình nói chia sẻ như vậy. Còn một cái thứ hai là mâu thuẫn trong làm ăn, như là lời khai của Cao Trọng Phú là làm ăn rồi đi bộ đội tại Campuchia. Đấy là cái vấn đề mà tôi chia sẻ với các bác rằng là liệu là có đúng hay không. Đó, liệu là có đúng hay không. Có những cái sự mâu thuẫn rất lớn ở trong những cái báo chí để chúng ta có thể nhìn vào đó. Thứ nhất này, các báo chí hiện nay đồng loạt nói là có thể bị trầm cảm hay là bệnh tâm thần. Điều đó có nghĩa rằng là anh Cao Trọng Phú này có thể là một người gì ạ? Có thể bị miễn trách nhiệm hình sự. Đây là có thể là một kế hoạch rất bài bản, rất chi tiết, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên như là báo chí nói là đến thông đến và xông đến và xong. Vậy nếu mà một người mà bị trầm cảm hay bị tâm thần mà có thể làm được một cái nhà to như thế, hoành tráng như thế, bắn từng phát đạn rất rất chuẩn xác như thế, thì các bác có thể thấy ra làm sao, đúng không ạ? Thế cho nên ấy, câu chuyện về anh Cao Trọng Phú hay anh Cao tỷ phú này chắc chắn không phải là dạng vừa đâu. Đó, giống bài hát của Sơn Tùng, không phải dạng vừa đâu. Và tại sao? Tôi xin chia sẻ với các bác. Một số báo chí thì nói như sau: Cao Trọng Phú hay là Cao tỷ phú. Vậy thì các bác hãy search trên Google là như thế này, với một từ khóa là Cao tỷ phú hay là Cao Trọng Phú. Đó, tôi sẽ thử với các bác để các bác thấy rằng một cái rất quan trọng. Cao tỷ phú, các bác truy nã. Đó, thế thì các bác sẽ thấy ngay một cái lệnh truy nã nhưng không có ảnh của từ thông tin từ Bộ Công an, và nói những thông tin rất trùng hợp. Thứ nhất, Cao tỷ phú, giới tính nam, năm sinh 1962, hộ khẩu thường trú thì tại phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi sinh thì là tỉnh Nghệ An, rất trùng hợp. Dân tộc Kinh. Rất nhiều thế, thì các bác thể thấy rằng là có cái sự trùng hợp. Quyết định truy nã thì vào là số 143 ngày 13 tháng 1 năm 2004. Và sau đó các bác có thể tìm thấy một cái bài báo từ năm 2011. Tức là bắt Cao tỷ phú, kẻ trốn nã, trốn tù 8 năm. Đó, trốn tù 8 năm. Các bác có thể thấy thế này: từ năm 2003 anh ấy đã trốn, và đến năm 2011 thì anh Cao tỷ phú này là bị bắt. Và trong hồ sơ thì ghi là 1962, sinh năm đó, tức là 59 tuổi. Các bác nhớ kỹ những thông tin này giúp tôi nhé. Đó, 59 tuổi. Và tôi tự hỏi rằng cái án tù, nghĩa là anh ta đã trốn nã đến 8 năm, thì từ hồi năm 2011 cho đến bây giờ là anh ta làm gì? Và anh ta đi làm ở Campuchia, làm bộ đội hay làm gì đó theo như cái lời khai, hoặc làm ăn ở Campuchia cách đây 5 năm hay là 6 năm gì đấy mới về nước. Vậy thì cái khoảng thời gian từ năm 2011 cho đến bây giờ anh Cao tỷ phú này làm gì ở đâu? Để chúng ta suy nghĩ, vì tên của anh ta là Cao tỷ phú. Một trong điều rất trùng hợp là một tờ báo cũng nói rằng là anh Cao Trọng Phú hay là Cao tỷ phú. Các bác có thể tìm đấy. Và rất rõ là 59 tuổi. Nói rất rõ là 59 tuổi. Đó. Và 59 tuổi thì có nghĩa là ra làm sao? Nghĩa là sinh năm 1962 đúng không?
như một cái tờ báo mà tôi đã chia sẻ với các bác. Đó. Các bác tìm, chắc các bác chỉ cần nói rằng là cao trọng phú là xong. Cao trọng phú 51962 thì ra được ngay cái bài trên tờ Dân Việt đó, là nghi phạm là Cao Trọng Phú, sinh năm 1962, xã Nghi Kim, đúng không? Rất trùng hợp với thông tin của Bộ Công an đưa ra việc đó. Thế nhưng ở trên tờ báo Dân Trí thì nói thế này đó. Tờ báo Thanh Niên cũng vậy. Tại cơ quan điều tra thì bước đầu Phú, 59 tuổi, khai là 8 giờ sáng và 8 giờ sáng Phú đang ở nhà Nghi Kim tại Phú Vinh, Nghệ An, thì Ngô Quang Hưng, 42 tuổi, Đặng Ngọc Anh, 65 tuổi, đi xe dép đến nhà về hỏi chuyện bàn ăn. Sau đó là phát sinh mâu thuẫn. Đó, đấy là cái điều đơn giản các bác có thể nhìn thấy. Nhưng trên tờ Người Lao Động thì nghi như thế này. Chiều 30 tháng 4, sau khi bắt giữ Cao Trọng Phú, sinh năm 1972, nghi phạm nổ súng bắn tử vong hai người tại nhà mình, thì đã khẩn trương lấy lời khai của người này. Vậy thì anh Cao Trọng Phú này với anh Cao Tỷ Phú này là như thế nào? Và có những cái thông tin có vẻ như là không được rõ ràng trong lý lịch nhân thân. Cao Tỷ Phú, Cao Trọng Phú. Một bài báo thì nói rằng là anh Cao Trọng Phú hay là gọi là Cao Tỷ Phú. Vậy Cao Tỷ Phú có thể là tên ngoài đời. Một anh Cao Trọng Phú thì sinh năm 1962, bằng 59 tuổi, giống như lệnh truy nã của anh Cao Tỷ Phú ở trên Bộ Công an, cổng thông tin Bộ Công an. Các bác tìm ra ngay. Thì như thế. Nhưng trên một số báo khác thì lại nói rằng là anh Cao Trọng Phú không phải là anh Cao Tỷ Phú kia, bởi vì anh đã sinh năm 1972. Đó. Bình luận thì tôi nhường các bác bình luận, nhưng liệu ở đây là chúng ta đặt dấu hỏi rất lớn về lý lịch nhân thân. Bởi vì nếu như theo lời khai anh ta đi làm tại Campuchia hay nọ kia mà mua được khẩu súng ở bên đó về, thì rõ ràng là anh Cao Trọng Phú này không phải là anh Cao Tỷ Phú. Mà nhưng mà nếu mà anh Cao Trọng Phú cũng là anh Cao Tỷ Phú như một số báo nói, thì cái hoạt động làm từ hồi đó đến giờ, ngay cả cái việc chấp hành án tạm giam, anh ta bị án gì, bao nhiêu năm, năm 2011 anh ta bị bắt lại, thì với cái tội danh đó thì anh ta phải chấp hành cả án tù cũ của mình cộng thêm với cả cái tội đó, nghĩa là trốn nã 8 năm, thì là như thế nào? Đó. Liệu rằng là anh ta trốn nã tiếp hay là anh ta thay đổi thân phận thế nào đó? Mình chỉ đặt câu hỏi rất đơn giản vậy thôi. Đây là một thông tin cực kỳ hay thì các bác hãy cùng tôi để mà theo dõi sát sao cái vụ này, để chúng ta còn tìm thêm nhiều cái vấn đề nữa. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành. Đó. Và nhớ đeo khẩu trang khi đi ra đường, giữ vững 5K nha các bác.